NVX155 mới làm nồi nha anh em. Cái xe zin nó chạy không bao giờ hết được zin rồi. Này bắt đầu test cho anh em coi. Cầm đây đây. Hồi nãy xe anh nó chạy đây nè. Rồi thấy thấy, thấy. Mình làm rồi nó chạy hút luôn. Thấy. Rồi, để okay. Test cho anh em xem. Đây, anh cầu liên hệ bảo rồi đi chỉ đây. Rồi đây. Rồi anh lên đây đứng rồi. Test cho em coi luôn. Rồi, không được đây. Ok. Đó. Đầu. Okay. Nha. Rồi. Quá nhẹ. Quá nhẹ. Test trực tiếp cho khách coi luôn nha. Rồi. Quá nhẹ. Xem hỏng rồi sao luôn. Lên cao quá. Rồi, để em bắt vô nha. Rồi. Rồi, anh kia anh em nha.